Thưa quý vị, CNN dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và hai quan chức phương Tây nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine không như kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào. Theo họ, phòng tuyến của Nga rất kiên cố, khiến lực lượng Ukraine khó chọc thủng. Theo đánh giá của phương Tây, Nga đã thành công trong việc phá hủy thiết giáp Ukraine bằng tên lửa và mìn, đồng thời triển khai sức mạnh không quân hiệu quả hơn. Một quan chức của phương Tây đã nói rằng lực lượng Ukraine có vẻ dễ bị tổn thương trước các bãi mìn, trong khi Nga thể hiện năng lực tốt trong phòng thủ. Tuy nhiên, các quan chức này cũng nhấn mạnh rằng cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu và Mỹ cùng các đồng minh vẫn lạc quan rằng lực lượng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ. Mỹ và các đồng minh có thể sẽ đợi ít nhất đến tháng 7 để đánh giá đầy đủ hơn về tiến độ của cuộc phản công trong những tuần qua và xác định bên nào cuối cùng sẽ chiến thắng. Các quan chức này lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã thích nghi với những chiến thuật và hệ thống phòng thủ của Nga. Trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine cũng đã thành công hơn trong việc tấn công và bắn hạ máy bay Nga. Theo một quan chức, cuộc phản công cho thấy đây là chiến dịch khó khăn với cả Ukraine và Nga, khiến hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng tiến độ chậm hơn mong muốn nhưng khẳng định sẽ chiến thắng. Một số quan chức cho hay thời tiết bất lợi đang là vấn đề với lực lượng Ukraine. Thời tiết đã phá hỏng lịch trình tấn công khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Thương vong của Ukraine rất nặng nề, dù không tệ như những gì Nga mô tả. Sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng tại Bruxelles tuần trước, vị tướng hàng đầu của Mỹ khẳng định Ukraine đang đạt được tiến bộ ổn định, nhưng cảnh báo họ sẽ phải nỗ lực cho một chặng đường dài. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley cho biết đây là một cuộc giao tranh rất khó khăn, rất bạo lực và có thể sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể cũng như chi phí cao. Đề cập đến việc Ukraine mất một số xe bọc thép trong những ngày đầu của cuộc phản công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Ukraine có khả năng khôi phục thiết bị hư hỏng, sửa chữa và đưa các thiết bị đó trở lại chiến đấu. Ông Austin nói, sẽ tiếp tục có thiệt hại trong trận chiến, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn có nhiều khả năng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu. Thưa quý vị, kênh truyền hình France 24 mới đây dẫn lời Ngoại trưởng Anh James Cleverly, người chủ trì hội nghị quốc tế về hỗ trợ Ukraine ở London, xác nhận các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết khoản viện trợ trị giá 60 tỷ euro, tương đương 66 tỷ đô la Mỹ, để giúp Ukraine tái thiết đất nước trong ngắn hạn và trung hạn. Theo France 24, phần lớn trong số 66 tỷ đô la Mỹ đến từ gói viện trợ 55 tỷ đô la Mỹ mà EU công bố ngày 20 tháng 6, với kế hoạch giải ngân tới năm 2027. Mỹ, nước cung cấp các gói hỗ trợ an ninh hơn 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine chỉ trong hơn một năm qua, cũng công bố viện trợ 1,3 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Ngoại trưởng Anh nói, điều này cung cấp cho chúng tôi nguồn hỗ trợ khá chắc chắn, mang tới sự ổn định kinh tế vĩ mô cần thiết cho Ukraine. Ông cũng khẳng định, nỗ lực tái thiết Ukraine sẽ tập trung khai thác tiềm năng to lớn của khu vực tư nhân. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan trong khi đó khẳng định, Kiev đã bắt đầu tái thiết Ukraine từ năm nay thay vì chờ tới khi giao tranh kết thúc. Ông cũng cảm ơn các nhà tài trợ nước ngoài đã hỗ trợ tài chính cho nước này. Ông nói và đề cập tới ước tính của Ngân hàng Thế giới về ngân sách trước mắt mà Kiev cần thiết. Chúng tôi đang tiến gần hơn khoản ngân sách 14,1 tỷ đô la Mỹ cần thiết. Thủ tướng Ukraine cũng hối thúc phương Tây tìm cách xây dựng cơ chế bồi thường cho phép sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Nga chưa bình luận về các phát ngôn này. Theo một đánh giá chung được công bố gần đây của chính phủ Ukraine, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Thế giới và Liên hợp quốc, chi phí tái thiết và phục hồi Ukraine vào khoảng 411 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2,6 lần GDP ước tính của nước này vào năm 2022. Phát biểu với đài truyền hình nhà nước Spiner ngày 22 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói rằng Kiev đã lên kế hoạch cho cuộc phản công tiếp theo sử dụng xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Theo đó, khi được hỏi liệu xe tăng có thể đến kịp cho cuộc phản công hiện tại hay không, ông Kuleba nói rằng người dân Ukraine nên nhìn về tương lai. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, Mỹ cam kết chuyển 30 xe tăng Abrams cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine cho biết Abrams là mẫu xe tăng phức tạp hơn nhiều so với Leopard do Đức sản xuất mà Kiev đã được nhận vào mùa xuân. Ông Kuleba nói, mọi người không nên chỉ nghĩ về cuộc phản công hiện tại. Không nên xem đây là cuộc phản công cuối cùng và mang tính quyết định. Sẽ có rất nhiều cuộc phản công để đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Đầu tháng này, Ukraine đã phát động cuộc tấn công được báo trước từ lâu, triển khai một số lữ đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất,
nhằm tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở Zaporizhia và phía nam Donetsk. Báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin ngày 22 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nikolai Patrushev cho biết lực lượng nước này đã phá hủy nhiều xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine trong 2 tuần qua. Một số khu vực và tổ chức của Nga đã trao thưởng cho việc phá hủy hoặc thu giữ bất kỳ xe tăng Leopard, Abrams hay Challenger nào do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ở chiều ngược lại, các lực lượng quân đội Nga đang tích cực sử dụng các hệ thống chống tăng Kurijan TMS trên mặt trận Ukraine để đối phó với cuộc phản công gần đây của quân đội Kiev. Kurijan TMS, định danh 9P157-2, là phương tiện bọc thép chống tăng hiệu quả nhất của Nga. Tổ hợp được trang bị tên lửa có khả năng xuyên giáp thụ động và giáp phản ứng, khiến nó trở thành vũ khí đa năng chống lại lực lượng xe tăng của đối phương. Tổ hợp này còn có thể tấn công máy bay tầm thấp, cơ sở hạ tầng phòng thủ và bộ binh. Kurijan TMS có thể được lắp đặt trên nhiều loại phương tiện khác nhau, bao gồm cả BMP-3. Sự kết hợp của hệ thống Kurijan TMS trên khung gầm BMP-3 giúp tạo ra một phương tiện chiến đấu có tính cơ động cao, được bảo vệ tốt và được trang bị vũ khí cho các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Theo nguồn dữ liệu quân sự, trên cơ sở BMP-3, Kurijan TMS được trang bị 2 bệ phóng và có khả năng bắn vào 2 mục tiêu cùng một lúc với xác suất trúng đích là 90%. Tổ hợp chống tăng được trang bị tên lửa 9M123 Kurijan TMA, tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM của Nga, được phát triển từ những năm 1980. Nó được thiết kế để tiêu diệt các thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực, đồng thời cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên không tầm thấp như máy bay trực thăng. Được biết, 9M123 là loại đạn siêu thanh có khả năng đạt tốc độ xấp xỉ 400m/giây, tương đương Mach 1.2. Phạm vi hoạt động của nó thay đổi từ 400 đến 6.000m. 9M123 sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn với ống xả kép đặt ở hai bên, làm quay tên lửa trong quá trình bay để tạo lực đẩy. Sự độc đáo của phương tiện chống tăng này nằm ở sự hiện diện của hệ thống dẫn đường kép giúp chống nhiễu điện tử và nâng cao khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể thời gian nào trong ngày. Tùy thuộc vào biến thể tên lửa, nó có thể được dẫn đường bằng radar hoặc laser. Khả năng dẫn hướng kép này cho phép phóng đồng thời hai tên lửa vào hai mục tiêu riêng biệt, một tên lửa được dẫn đường bằng laser và tên lửa còn lại bằng radar. Đầu đạn của mỗi tên lửa bao gồm một đầu đạn chống tăng có sức nổ mạnh, có khả năng xuyên thủng lớp giáp đồng nhất dày từ 1.100 đến 1.250mm, ngay cả khi được trang bị giáp phản ứng nổ. Ngoài ra, tên lửa có thể được trang bị đầu đạn nhiệt áp để chống lại các mục tiêu công sự và bộ binh.